Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Nguyễn Hải nha. Rồi chào. Hôm nay lại tiếp tục làm clip nhưng mà không có đi chon, không nấu ăn. Tụi mình sẽ làm thử thách nha anh em. Hôm nay tôi sẽ có một thử thách nhỏ dành cho hai thằng ở đây. Đó là đây anh em thấy gì không? Đây là một bọc hành, còn gọi là trái tắc. 3 kg. Cái này là anh em mua 1 kg không? Tán 3 kg liệm tôi luôn. Anh em biết thử thách gì không? Hôm nay tôi sẽ dùng những cái trái tắc này, hành này nè. Mình sẽ cắt ra xong để vô thau. Sau đó bóc ăn. Nhưng mà đặc biệt ở đây là mình vừa bóc xong mình sẽ ăn xong rồi mình sẽ vừa ăn vừa hát. Trong khi mà mình ăn vừa ăn vừa hát mà cái mặt mình không thay đổi sắc thái á, nếu mà không thay đổi nha là sẽ thắng được 2 xị nha anh em. Được 200k. Còn mà thằng nào mà cái mặt mà hơi méo rồi lo ha, là người đó sẽ lấy tiền chung cho thằng kia. Rồi ok không? Giờ mình sẽ làm clip cho anh em ơi. Giờ mình không để mấy bạn chờ lâu, tụi mình sẽ vừa cắt hạnh ra để vô này thẳng nha. Ok anh em, sau thời gian thì tôi cũng sắc hết rồi, chắc như đây ăn cũng té đáy rồi. Nên tôi sắc mà tôi chua. À, nhiều đây cũng chua lắm anh em ơi. Thấy vậy chứ hạnh trái tắc thì nó chua hơn trái chanh mình nữa. Thôi giờ mình sẽ tục thử thách nha anh em. Ok anh em, có đại người nè. Đó, đây không? 500 ngàn cho tao nổ hấp dẫn anh em. Để đây là mình làm tan vật chiếc đò. Đó, bây giờ đây là giải thưởng. Giải thưởng 500 hả anh em? 5 xị. 5 xị. 500 cũng vậy à. Bây giờ ai trước? Tôi chứ. Trời ơi. Nhưng mà đặc biệt là phải ăn 2 trái lượt anh em, chứ ăn trái là không đủ độ xi nhê đâu. Ăn phải 3 trái một lượt. Một vừa hát vừa ăn luôn nha. Ăn tới ông nội tôi phải ăn 3 trái một lượt. Ăn gì nó mới hấp dẫn. Đợt lên anh em. 3 trái anh em. Rồi. Bây giờ đến tôi nghe nè. Hát ông nội tôi trống á. Tán vô 3 trái nó bó luôn, nguyên cái miệng cứng kéo luôn hát. Hát kia đập tên ông nội tôi ra vậy. Bây giờ cho 3 trận đi. Trận thứ nhất, trận thứ 2, trận thứ 3. Trận thứ 3 trận quyết định anh em. Giờ trận thứ 1 nó không vượt qua được thì nãy mình ăn 3 trái thì không được. Giờ trận sau ăn 4 trái đi coi được không nữa. Để tôi nghe anh em. Thì chứ ăn 5 xị này khó khăn lắm ạ. À. Anh em đây. Đây, không. Từ từ. Sao? Cắt nửa miếng nó không chịu anh em, chịu nguyên trái không? Giờ tôi hết biết hát bao giờ luôn rồi. Biết hát nổi không? Ta coi 3 trái rồi. 3 trái này nghe anh em, đây 3 trái đây. Rồi từ trời giống như ăn cơm mặt ăn nữa. Cái này kệ em hả con. Má.
được. Trời ơi bó miệng. Anh em ơi bây giờ ba trái chơi không nổi đâu, bốn trái rồi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ làm hai trái thôi hai anh em. Giờ mình sẽ ăn hai trái, vừa ăn hai trái xong bây giờ mình sẽ hát nhưng mà mặt không biết dạng là sẽ được 500 nha, còn mặt béo béo là không có tính nha anh em. Bây giờ mình chỉ còn hai trái thôi chứ bây giờ ba trái là không nổi đâu, mèo quá. Thấy tưởng dễ ăn nhưng mà ăn không dễ. Nè bây giờ mà trước đi chập hai anh em, hai trái thôi, hai miếng, hai miếng rồi. Hai miếng hai trái luôn, tại vì một miếng thì nó bự bằng một trái rồi nè. Ê không chấm muối, chơi chấm muối không chơi anh em, nó chơi hết nổi lấy chấm muối nè, không chơi muối cho nó công bằng tí. Không biết vậy chân, muối đã tăng thêm độ khó cay nữa. Ai nào quê tôi lấy chồng rồi chứ không có lấy tôi quê nè. Đó hai trái nha anh em. Ăn đi yên tâm đi, còn tới 4 kg luôn. Chưa hết nổi rồi. Anh em có hiểu cảm giác không, nó tứa tứa trong này á. Như là ăn xịt mặt đen mà hai cái cục nó u ra cho anh em ê lắm. Ăn đi, từ lấy cảm xúc, hát bài nào hát đừng có dính nha. Tôi sợ tôi hát bài nào mà hơi nhiều quá dăng nước miếng. Hát rồi, hai ba vô. Chỗ này hát của nội tôi. Chập đầu thằng nào hai nào cũng thua, nhưng chập hai thì tôi anh em nó thua rồi đó. Chỗ này dắt không được đâu, chập cuối cùng mới quyết định được. Hát câu này đọc tên ông nội tôi. Từ từ lấy phải không? Ê từ từ. Cái gì? Hai trái anh em. Giờ mình ăn xong mình hát bài gì giờ ta? Lựa bài nào dễ hát á, mình về mặt mình sẽ cố gắng mình không để nhăn cái mặt, yên tâm đi. Bây giờ tôi sẽ ăn hai cái này, mặt không bao giờ biểu cảm, anh em nhìn đi, hãy tin tưởng tôi. Bây giờ mình sẽ nghĩ ra một bài hát, rồi mình sẽ hát, vừa hát vừa ăn nha anh em. Không cái bài nào mà có giai đoạn khóc ở trong, không khóc rồi mặt không nhăn ở đâu có ấy đâu. Hay quá chính xác, nhưng mà mình không chơi vậy, mình chơi bài nào mà cái bài nào mà mình thích nhất. Cái bài Hãy Yên Lòng Mẹ Ơi. Mày nói giỡn anh em. Ok, mình đã có một bài hát rồi. Máu nhộm sân chùa. Hoàng em lấy tinh thần nữa mà hát. Wow, cắn nó nè. Kêu ai mướt rồi. Dạ để bắt luôn anh em ơi, để tôi bật mí trong nghe. Ăn cái này á, tăng từ miếng ta nhai là nước nó đi nó vô từ từ trong cổ họng nó không sao. Còn này ông tán lượt hai trái kiếm ông nội tôi chổng cái nước ra lượt một nút chổng rồi nút sau kịp, bởi vì nó mới chào ra lại cái chuyện ra nước miếng luôn nè. Ok anh em, chẳng cuối cùng một trái hay là một miếng cũng vậy thôi à, tại bây giờ một trái nó bằng nửa miếng này rồi, thấy không, bự lắm nè. Vậy sao trái ha, trái nè anh em, trái nè, trận đấu quyết định đây, đi cầm trước cho thôi. 500 500k. Trời ơi. Rồi hát đây. Gió vẫn hát thành lời. Mặt vừa nhai vừa hát chứ. Mây mây bay về trời. Anh muốn biết vai diễn của em sẽ đi về đâu. Không biến dạng luôn. Hay. Má nghi lắm. 500.000. Tới tôi anh em ơi, nó không biến dạng cái mặt nó luôn. Ôi. Anh em không sao, nó xong rồi, tới tôi quá đã anh em ơi, lát hai thằng đi vô máu luôn.
Thời báo quỷ thì bình thường đâu. Không tiễn à. Mua giò chân mặt. Ra trái đúng không? Rồi, đây tao tự lấy hay là mày lấy đây? Ông nội chớ miếng nè. Đây. Cái khác đi. Nãy mày ăn bao nhiêu xíu bộ? Nãy hộp nhiều lắm. Rồi miếng này không được. Miếng này đi. Nãy anh em. Em khuyến mãi lấy hộp luôn anh em. Ê cái bài gì của anh Đàm Vĩnh Hưng mày? Xin lỗi tình yêu. Mới đầu vô hát sao? Người yêu hết. Ngành lực. Ok ok. Thả thứ hết. Ok cái bài này là hợp. Cái bài này hợp với mấy anh đi anh em. Ủa ơi, tôi tự lựa rồi, nãy ông tự lựa trái quên. Anh em, trái thôi chứ miếng nó bự lắm đây nè. Khôn với chứ. Ở đây nè. Người yêu hơn. Ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em. Rào lạc. Xin lỗi em. Trời ơi. Má ướt quần thì nước đáy. Thơm quá. Thơm quá. Thôi anh em ơi, anh em có trò nào mà cho mình gỡ không? Chứ thơm quá. 500 này bằng nửa tháng lương của mình đó anh em. Thơm quá. Bằng tháng cũng chịu. Lấy 500. Thơm quá. Thơm gì? Mùi tiền mới. Chặng này mình cay lắm anh em. Anh em nào có ý tưởng nào mà để mình cho ngược lại quay á thì cứ comment với nha. Nhớ ủng hộ mình nha anh em. Anh em nhớ để lại cho mình một like, một share. Ủng hộ mình bằng cách là cho mình một đăng ký nha anh em. Nhớ comment ý kiến của anh em nha. Nhớ comment ý kiến nào ác á cho mình thử quay này một bữa. Bữa giờ cho mình hơi nhiều rồi. Thôi giờ mình sẽ kết thúc video đây nha. Bye bye anh em.